một cái bức hình. Nhớ hình như là làm rơi đồ rồi ngoại nghe đúng không? Bỏ người ta hình như. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Hình như à, đúng 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 đúng, trời ngoại vô, ngoại vô, chạy 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 chạy. Ui ui. Ngoại đuổi phía sau, ngoại đuổi phía sau. Ô. Ô cái này là ui cái gì đây? Ui cái gì đây? No no ngoại ơi. Này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu, thấy đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, thì vừa vô chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đang đóng vai một thanh niên đang đi dạo ở trong rừng. Không hiểu sao rảnh ghê, 12 giờ đêm đi dạo trong rừng mấy ba. Ừ, đó, rảnh thiệt sự á ha. Rồi bây giờ đi dạo làm gì đây? Đi dạo hay đi lạc đây? Đi vòng vòng. Đó, đi vòng vòng còn ngắm cây cảnh nữa. Ừ, trong đây cây đẹp quá hay sao, ngắm không biết nữa nè. Có một ngôi nhà. Wow, theo như kinh nghiệm của tôi là thấy nhà là đừng có vô, bạn hiểu không? Nhất là nhà trong rừng á là bảo đảm vô trong đó là vô hòm luôn đó mấy ba. Rồi bây giờ đi vô ông nhà nè. Hình như là tính rình rập gì trong nhà đây. Ê, nhân vật dừng lại à, tôi thấy có gì đó hơi sai sai nha ba. Nhìn qua nhìn lại nè, cái đoạn này hay thấy trong phim lắm nè. Biết ngay mà, biết ngay mà. Ngất luôn. Sau khi bị đánh bụp một cái thì bây giờ bị nhốt ở trong cái căn phòng gì tối thui đây. À, để coi coi chỗ này nó có cái đèn pin nè. Ồ, đây 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 đây. Có cái chữ gì đây? Phai đây hả? 5 ngày á. À, là có nghĩa là chơi cái game này chỉ được có 5 ngày để hồi sinh thôi đúng không? Ok, cái này tôi biết mà. Đây ở bên này tôi xem coi mấy cái học tủ này có gì không đây. Ủa có cái dòng chữ gì trong đây nè. À, thoát khỏi ngôi nhà á bạn à. Cái này nó bảo chúng ta là hãy thoát khỏi ngôi nhà. Trời ơi, nhà sống chung bà ngoại có gì đâu đáng sợ, phải thoát đúng không mấy ạ? Ok, tôi ra ngoài xem thử. Hình như tôi nhớ là tôi có coi trên YouTube là hello, làm rơi cái này là bà ngoại sẽ vô và đập vô mặt mình. Đâu thế nhờ? Ủa, rồi đánh một phát vậy thôi là ngủ qua ngày 2 luôn á ta. Ủa, gì kỳ vậy? Đập một phát là ngủ qua tới ngày hôm sau luôn. Không sao, không sao, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Bây giờ là không đụng vô cái bình này nữa nha. Làm rớt cái bình này là bà ngoại vô tiếp đó. Bây giờ là mở cửa đi ra ngoài coi coi. Ok, ở bên ngoài thì không thấy ngoại đâu nè. Ở cửa bên này đi qua đây coi. Ồ, có gì đây? Ồ, cái này là gì đây? À, tôi nhớ rồi. Tôi có coi trên YouTube thì hình như là cái này để mình lắp một cái cây súng thì phải đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cầm trên tay vậy luôn hả? Ồ, trên này có gì đây? Ồ, một cái bức hình. Ôi, khoan, 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 khoan. Ê, nhớ hình như là làm rơi đồ rồi ngoại nghe đúng không? Đúng không? Có không ta hình như... Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Hình như... À! Đúng 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 đúng, trời ngoại vô, ngoại vô, ngoại vô, chạy 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 chạy. Ui 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 ui. Ngoài đuổi phía sau, ngoài đuổi phía sau. Đi nhanh 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 nhanh. Đi 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 vô đây. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ôi, chui chui xuống gầm giường, chui xuống gầm giường. Do you want to play hide and seek? Ê, tôi nghe tiếng ngoại cười á ba. Nhưng mà hình như là ngoại không thấy tôi trong đây. Ok được, vậy để tôi lụm cái mảnh giấy này tôi đi tiếp. Rồi tranh thủ lúc ngoại bên cái nhà cái phòng bên kia, tôi sẽ chạy vô bên đây để kiểm tra coi bên đây có gì hay không. Đó, vô nhà phải đóng cửa lại cho an toàn á ba. Ok, đi vòng vòng mới coi. Cái gì đây? Ai mới đánh răng mà chảy máu răng luôn vậy? Cái gì? Từ bên này. Lại thêm một cái mảnh bức tranh nữa nè. Ngoại, ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Đi tham quan nhà có xíu hơn, ngoại đánh đâu thế? Rồi ngày thứ ba luôn, bị đập một phát là mất ngày. Rồi rồi rồi, lúc này là nhìn thấy là màn hình có vẻ đang hơi choáng choáng rồi nha. Ừ, bị đập lần hai gậy vô mặt vậy không choáng mới lạ. Cay thật sự. Rồi rồi, bây giờ phải nghiêm túc nè. Ủa chết, cái gì đây? Nhân vật bây giờ nó đi cái chân nó khập khểnh luôn rồi á ba. Vậy là hình như nó bị đánh đau quá, bây giờ cái chân nó khập khểnh luôn rồi đó. Ok, đi ra ngoài. Ôi, từ nãy giờ bị ngoại đánh hơi bị nhiều rồi đó. Ồ, ở chỗ này hình như tôi thấy có cái gì nè, để mở coi. Ồ. Ồ, cái này là... Ui, cái gì đây? Ui, cái gì đây? No, no, mày ơi. Thôi xóa game không chơi nữa. Thôi, bây giờ tôi quyết định rồi các bạn. Tôi sẽ chơi lại từ đầu từ ngày 1 nha các bạn nha. Để cho cái nhân vật của chúng ta nó được khỏe mạnh. Chứ hồi nãy nó bị đánh nhiều quá, nó bị què rồi chạy không lại bà ngoại các bạn à. Đấy. Ok, giờ chơi lại nè. Lấy cái bóng đèn ra nè. Đây đây, mở cửa ra. Đi xuống dưới. Ok. Ngoại bên dưới, ngoại bên dưới, thấy hình bóng ngoại rồi kìa. Ok, bây giờ vô đây, vô đây, vô đây, vô đây kiểm tra coi trong đây có cái đồ gì hay không. Ở xung quanh là thấy là không có đồ gì đó. Cái tủ này có gì không? Không có gì trong tủ luôn. Ok. Cái gì mà ngoại tai thính quá vậy? Đi đâu ngoại cũng biết. Cái này là chắc chắn là ngoại có lắp camera chống trộm ở trong nhà nữa ba. Đi đâu ngoại cũng biết hết trơn. Làm lại, làm lại, làm lại. Giờ là chơi rượt đuổi với ngoại luôn, không sợ ngoại nữa. Ok.
Ở cửa đi vô đây. À, kiểm tra mấy học tủ, kiểm tra mấy học tủ. Ở giờ không có gì không? Ui, tôi thấy ngoài, tôi thấy ngoài. Rồi xong, bị què tiếp. Rồi thôi, chơi lại tiếp. Ok, vậy đi cho nhanh. Ngày 1, á, à, từ nãy giờ ngày 1 mấy lần luôn rồi mà chưa cái lần nào thoát khỏi ngoại hết đó ba. Ok, bây giờ là phải chơi nghiêm túc nè nha. Bây giờ là mình phải chơi thật sự nghiêm túc nè. Cứ thể thấy mà phát ra tiếng động nào cái là phải chạy trốn liền. Bị chắc chắn ngoại đã phát hiện ra. Đấy, ok. Điều này, có tiếng bước chân, có tiếng bước chân. Đó, thấy không? Tôi đoán như thần mà mấy ba. Yeah. Nghe tiếng bước chân là ngoại biết mình trong đây liền, là ngoại vô ngoại kiểm tra liền. Đấy, trời ơi. Ok, hình như ngoại đi rồi đó. À, rồi đi ra ngoài tiếp. Sợ thực sự. Ok, không có ai trong đây hết, không ai trong đây hết. Ui, lại tôi lại nghe tiếng bước chân nha. Tôi lại nghe tiếng bước chân nha. Sao từ nãy giờ nghe nhiều vậy? Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, ngoại ơi, ngoại ơi. Nãy giờ không làm được gì hết. Rồi bây giờ là phải chơi nghiêm túc lại nha. Từ nãy giờ thua hơi nhiều rồi đó, hơi bị cay rồi đó. Ok, đi vô đây kiểm tra coi trong đây có gì hay không. Đây, có một mảnh bức tranh. Cái mảnh bức tranh này là hôm bữa tôi livestream mà tôi có biết rồi. Hình như là mình phải đi xuống dưới một cái căn hầm nào đó bên dưới đây nữa ba, để mình lắp cái bức tranh đó. Nhưng mà cái đường xuống căn hầm hình như là bên này. Bên này, bên này, bên này. Ôi, tôi nghe tiếng nhạc, tôi nghe tiếng nhạc. Ok, hình như là đi xuống dưới đây nè. Sau đó là mình sẽ vòng qua bên cái bếp, các bạn hiểu không? Vòng qua cái bếp xong rồi. Chứ tôi mới làm rớt cái gì đó. Làm rớt mấy cái dĩa. Chết. Ngoại nghe, ngoại nghe, ngoại nghe, ngoại nghe. Hy vọng là ngoại không thấy mình. Mày quá, quá, ngoại, ngoại không thấy, ngoại không thấy. Rồi đi xuống hầm, đi xuống hầm. Đây rồi, đây rồi, hình như là lắp vô bức tranh này nè ba. Ồ, chân dung của ngoại. Hình như là mình phải lắp được full cái hình của ngoại nè. Ồ, chỗ này là có một cái bản thiết kế. Hình như là để mình chế tạo cái cây súng nữa bạn. Bên này có mấy viên đạn nữa nè. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ui, ngoại xuống, ngoại xuống, ngoại xuống. Rồi, 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 xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, bây giờ phải chơi uống hoài với ngoại ơi. Ngoại ơi, qua đây nè, ngoại, qua đây, qua đây, qua đây. Đúng rồi, qua đây, qua đây. Ui, chạy, chạy, chạy. Ui, chạy. Đó, trời ơi. Nhanh nhanh xíu là được. Ok, là đây, là đây, là đây. Chạy trên đây, chạy trên đây, chạy trên đây. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Rồi, rồi, rồi. Ở trong mấy cái tủ này có gì không đây? Kiểm tra coi. Ô. Ha, à, một con ốc. Hình như cái này là cái mảnh của cây súng hay sao á. Từ từ để tôi xuống dưới xem lại coi. Biết đâu tôi lắp thành hình cái cây súng được sao mấy ba? Đây đây, bây giờ xuống dưới hầm lắp cây súng. Ơi, thấy ngoại nữa rồi, thấy ngoại rồi, thấy ngoại rồi. Ui, ngoại thấy mình rồi, ngoại thấy mình rồi, ngoại thấy mình rồi. Trời ơi, ngoại có phải là mono đâu, ngoại thích chế ú hoài chứ con gì ngoại. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chạy 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 chạy. Ok, hình như thoát rồi, hình như thoát rồi. Ui, chưa. Ui, chưa xuống cầm giường. Cha ngoại không thấy đâu, cha ngoại không thấy đâu. Yên tâm, chưa xuống cầm giường kịp rồi. Chưa xuống cầm giường kịp rồi. Tưởng ngoại đi rồi, ai về ngoại còn ở đó mấy ba. Cái này không phải là game vượt ngục khỏi căn nhà của ngoại nữa. Mà game này là game chơi trốn tìm và rượt đuổi cùng với ngoại nha. Sợ thật sự. Ok, xuống dưới lại cái hầm, xuống dưới lại cái hầm. Ui, ngoại, ngoại, ngoại. Thấy ngoại nữa rồi, thấy ngoại. Ui, ngoại lắp bẫy. No, no. Bây giờ sao? Bây giờ sao thấy con cá bay? Sao? Bay, ngoại ơi. Ngoại, không thấy con cá bay. Bay, bay. Đâu tới giờ? Cứ mỗi lần bị ngoại đánh phát là lại tỉnh dậy ở trong cái căn phòng này. Không thoát được ngoại các bạn ạ. Không thể thoát được. Rồi, ngoại lắp bẫy ở đây luôn mấy ba. Giờ sao đi? Rồi, xuống dưới lại cái hầm nữa coi. Ui, lại làm rớt bức tranh rồi. Trời ơi, cái game này sao mà nó dễ làm rớt đồ quá vậy. Ok, hy vọng ngoại không nghe thấy tiếng mình. Ui, ngoại, ngoại bên kia, ngoại bên kia, ngoại bên kia. Bây giờ đứng núp ở đây chờ ngoại đi đi rồi mình vô. Ui, ngoại thấy mình rồi. Ui, trời ơi, sao mà không thể nào trốn được ngoại đâu vậy ngoại. Chạy qua đây luôn. Đi xuống cái hầm, đi xuống cái hầm. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ồ, căn phòng sông hơi bí mật. Wow. Ê, ê, tôi nghe tiếng bước chân của bà ngoại nha. Rồi, ngoại xuống đúng luôn ấy ba ơi. Trời ơi. Ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình. À, ngoại không thấy, ngoại không thấy. Ok. Dạ, yeah, ngoại không thấy mình rồi ấy ba ông ơi. Ngoại lên trên lại rồi. Yeah. Ui, dính bẫy rồi. No. Ờ, đây đây, giữ cái nút F để thoát khỏi thoát khỏi cái bẫy. Trời ơi. Đâu thế nha? Mới bị dính bẫy mấy ông. Rồi rồi rồi, tôi dính bẫy xong tôi nghe tiếng bước chân của ngoại đi xuống nữa nha. Đúng rồi, chui vô xe núp, chui xe núp, đúng rồi. Chui vô xe núp. Thấy chưa, ngoại xuống nữa rồi kìa. Ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình, ngoại không thấy mình.
Ok ok, ngoại ngoại không thấy, ngoại không thấy. Ok, ngoại đi rồi. Ồ, chỗ này có một cái hầm bí mật. Ồ, đây 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 đây, hình như phải chui cái hầm này. Chỗ này bấm E hả? Mẹ làm gì? Hình như cái này là bên trong nó có cái gì bí mật nè bạn, hình mà hình như là phải cần có cái tu dích thì mới mở được. Ồ, một cái gì đây? Một cái tấm thẻ hả? Cái tấm thẻ này hay là cái này, nghe cái tiếng của nó giống như là máy giật điện á bạn. Ok ok ok, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Hình như cái này cũng là một cái dụng cụ để mở cửa chẳng hạn, phải không? Phải không? Có làm được gì không? Ủa, không làm được gì hết. Ui, ngoài ngoài xuống, ngoài xuống. Hả, từ từ. Cái này tôi nghe nó có cái tiếng giống như là tiếng của điện á bạn. Hay là mình dùng cái này để mình chích 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 chích. Hóa ra không phải bạn. Tôi nhớ là ngày xưa tôi có xem một vài clip ở trên YouTube là người ta chơi là dễ lắm mà ta sẽ tiên tôi vô tôi chơi tôi thấy nó khó quá vậy mấy ông. Ok, bây giờ mình rút kinh nghiệm đi, mình vô nhà là mình phải đóng cửa lại bạn hiểu không? Đó, để cho ngoại vô, ngoại có mở cửa ra mình còn có thời gian mình trốn. Ê, sao cửa mở rồi? À, ngoại vô nữa, ngoại vô nữa. Ngoại ơi, ngoại vô hoài nhưng ngoại. Ủa, chỗ này có cái cửa gì đây? Ồ, nhà lầu. Wow, nhà ngoại giàu vậy trời, có cả nhà lầu luôn. Ui, giữ khách cái mình. Ui, cái hầm bí mật gì nè. Ôi. À, bà ngoại phát hiện tiếng đồ vật, cho nên nếu mình chọi cái đồ vật này ra xa thì ngoại sẽ lên đây, đúng không? À, đúng 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 đúng. Bà ngoại mà thấy có cái tiếng động là ngoại sẽ lên. Ok, được được được. Dạ, tôi hiểu được chút rồi đó mấy ba. Tôi hiểu được chút rồi nha. Ok, đây lấy bức tranh này. Đi xuống dưới, đi xuống dưới. Đi xuống dưới mở gì ta ghép. Bây giờ là trong, bây giờ tôi, dù là tôi chơi dở cỡ nào nhưng mà tôi cũng phải thử ghép được xong cái bức tranh của ngoại để coi coi sau khi ghép xong cái bức tranh là chúng ta sẽ được cái gì nè. Đó, rồi sau đó bạn nào mà biết chơi game này bạn chỉ tôi với nha. Chứ tôi là tôi chịu rồi đó, tôi chơi game này khó quá khó. Ok, vô đây, ghép thành bức tranh nè. Rồi. Chui xuống cái hầm, chui xuống cái hầm trốn là được, chui xuống cái hầm trốn. Chui xuống, chui xuống. Ok. Rồi, bà ngoại xuống với cái hầm bên đây rồi. Bây giờ mình chỉ cần bò bên đây, mình lên trên đây kiếm đồ tiếp. Trời ơi, có kinh nghiệm rồi mấy ba. Đấy. Ok, đây. Thêm một bức tranh nữa. Yes. Bức tranh này xuống dưới để ghép tiếp. Yes, còn hai mảnh nữa thôi là đủ. Có một số những cái vật phẩm ở trong đây tôi nhặt được nhưng mà tôi không biết nó dùng để làm gì á bạn. Mấy bạn nào mà đang xem trong video á thì mấy bạn comment cho tôi biết là ở trong đây là mấy cái vật phẩm dùng để làm gì đi. Tôi thấy là nó có cái kéo nè, rồi nó có mấy cái con ốc, rồi bánh răng cái kiểu mà tôi không biết để dùng gì làm gì nè. Ồ, đây có mấy học tủ nè, mở coi coi. Ui, có một cái chìa khóa. Chìa khóa để làm gì ta? Có khi nào để mở cửa không? Ồ, hợp lý, để tôi lên tôi mở cửa thử nha ba. Như mình xô mấy cái thùng này ra được nè. Ok, xô mấy thùng ra, sau đó chui xuống gầm giường để núp ngoại. Thế nào ngoại cũng vô, chắc chắn luôn. Đó, thấy không? Biết ngay mà, có kinh nghiệm rồi. Bây giờ ngoại có bên kia rồi, mình sẽ chạy ra xuống dưới mình mở cửa thử. Ok. Rồi. Chạy. Đóng cửa lại. Ok. Cái này chắc là chìa khóa, cái này chắc là chìa khóa mở cửa nè, phải không? Phải không? Ủa. Mở được không? Không mở được. Ui, ui, ngoại, lại là ngoại nữa. Trời ơi, cái chìa khóa này dùng để làm gì vậy trời? Chui xuống dưới hầm luôn. Xuống dưới hầm, chắc chắn cái chìa khóa này phải giúp ích được gì đó. Mình phải giữ được cái chìa khóa, không để cho ngoại lấy lại nó, bạn hiểu không? Ok, xuống dưới đây. Ok, hình như ngoại đi rồi đó, ok. Hey, chìa khóa này có khi nào để mở két sắt không ta? Phải không? Ui, không phải. Chị dùng để làm cái gì ta? Khó đó nha. Hay dùng để mở cái cửa này? Ủa, cũng phải luôn. Ủa, vậy cái chìa khóa hay dùng để làm cái gì ta? Ui, lại gặp nhiều thế. Chạy hoài luôn á trời. Mấy cái tủ này mở ra được không? À, mở được. Núp ở đây. Thằng cánh con này. Ngoài đây. Chờ ngoại đi, mình ra mình mở tủ, mình kiểm tra thử. Ok, hình như mấy cái tủ này mở ra được bên trong nè. Kiểm tra bên trong có gì không? Ủa, sao không có gì vậy? Bên này còn cái cửa nữa nhưng mà bị khóa. À, ui, có một cái mảnh bức tranh nè. Ồ, có khi nào cái chìa khóa màu nâu kia là để mở cái cửa đó không ta? Ồ, hợp lý. Đây, có thêm một cái mảnh bức tranh nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ đem cái mảnh bức tranh này xuống dưới, tôi lắp vô nha các bạn. Lắp vô. Yes, còn một mảnh cuối cùng nữa thôi. Từ nãy giờ tôi kiếm vật phẩm quá là khó luôn các bạn. Không biết mấy cái vật phẩm nó nằm ở đâu, khó tìm thực sự luôn á. Ồ, bên này hình như có cái cửa hay gì nữa nè. À, biết ngay mà. Ồ, cái hầm bí mật ở bên trong. Nhưng mà bên trong không có gì hết vậy. Cái gì? Ngoài.
Rồi xong cà lâm luôn rồi, không biết nói gì luôn rồi. Chạy xuống đây, chạy xuống đây, xuống đây. Cái chìa khóa màu nâu hồi nãy mình giục ở đâu ta? Hình như là ở bên dưới này. Bên dưới hầm này, bên dưới hầm này. Hình như hồi nãy tôi vứt cái chìa khóa bên dưới này. Ủa không phải. Vậy vậy? Để lên trên kiếm thử coi. Chắc chắn là phải nằm ở đâu đó chứ. Ồ đây 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 đây, nó có cái gì đây? À cái que để mình lắp thành cái cây súng nè. Ở chỗ này cũng cần chìa khóa nè, hình như chìa khóa hình như là cũng mở được cái gì đây nè. Ui, ngoại vô, ngoại vô. Chạy. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Cái gì nữa bây giờ lại có báo thức vậy? Ôi! Vô game được. À vô được, chơi được. Tôi đang chơi game tiện có báo thức mấy bạn. Sợ quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, bản thiết kế cây súng nè. Đó, đặt vô, còn thiếu mấy mảnh nữa là được. Okay, đi kiếm thôi, đi kiếm thôi. À, tôi nhớ rồi. Hình như cái chìa khóa màu nâu đó là tôi vứt ở trên lầu. À đúng 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 đúng. Tôi vứt cái trên lầu, tôi vứt trên lầu. Bây giờ chỉ cần chạy lên lầu là được. Ngoài có trên lầu không ta? Hy vọng là không có. Đóng cửa lại cho chắc ăn. Ok. À, lên trên lầu, lên trên lầu, lên trên lầu. Ok, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Đây rồi. Chìa khóa đây rồi. Yes. Bây giờ đem chìa khóa xuống dưới test thử với cái cửa gỗ bên dưới kia thử. Đây 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 đây. Bây giờ chỉ cần mở cái cửa này ra được cái gì? Đúng không? Mở được không? Ủa không được. Chìa khóa này không mở được cái cửa này. Cái chìa khóa này nó vô dụng cái gì, nó không làm được gì vậy? Ồ, tôi mới phát hiện ra một cái hầm bí mật mấy ba. Ồ, ở trong đây có gì đây? Để xem thử. Một con gấu bông. Ủa con gấu bông để làm gì? Hình như con gấu bông này tôi nghe có tiếng tim thở mấy ba. Là sao vậy? Ngoại xuống, ngoại xuống. Từ từ từ. Mình có phát ra tiếng động gì đâu mà sao ngoại dần dần phát hiện ra vậy? Ủa, đôi mắt của ngoại đỏ lên. Có khi nào do mình lấy con búp bê này cho nên là đôi mắt ngoài đỏ lên không? Ủa kỳ ta, tôi đụng vô con gấu bông á, tôi nghe tiếng tim đập thình thình thịch, xong đầu ngoại đuổi theo mình là sao ta? Ủa chị kỳ ấy. Ui, phiên bản mới này khó chơi quá nha. Mấy phiên bản cũ tôi chưa chơi cho nên tôi chưa biết cái đồ vật đó dùng để làm gì hết, cho nên phiên bản mới này tôi cũng chưa biết. Ui, mày làm gì kìa? Ui, ngoại mới mở cửa ra. Hình như bên trong cái cửa đó có gì đó. Ui, ngoại mở cửa cho mình kìa. Cảm ơn ngoại, cảm ơn ngoại. Ui, chết, ngoại đặt bẫy rồi. Né né cái bẫy, né né cái bẫy. Ok, ngoại, khoan ngưng. Ngoại đóng cửa lại nữa rồi. Chết. Hồi nãy mà tôi chạy vô mấy cửa luôn phải tốt hơn không? Ai à, nhập bẫy. Chạy. Ôi trời ơi, khó quá nha. Ui, chỗ này có cái cửa sổ. Ui, nhảy ra ngoài được. Đây rồi. Để tôi xem coi. Có một cái quyển sách. Quyển sách là gì đây? À không, cái này hình như không phải quyển sách. Cái này đồ cho chim ăn hay sao á? À, đồ ăn cho chim. Ok. Ô, chỗ này lại thêm một cái hầm bí mật nữa nè. Cái này là ống cống cho hầm bí mật nhằm chơi Minecraft với bị liệu ấy ba. Wow, hóa ra nhà của ngoại có nhiều chỗ bí mật mà mình không biết các bạn ạ. Cái này là chỗ để cái chỗ này là cái chỗ để cho đồ ăn cho con chim nè. Nhưng mà hồi nãy tôi lỡ dục mất tiêu rồi. Đây, cái đồ ăn cho chim hồi nãy đây. Ok. Giờ xuống dưới đây là cho con chim nó ăn đúng không? Đây, ở trên đây, bỏ lên đây. Ok. Ui, có con quạ bay tới nó ăn nè. Trong đây có gì đây? Đây rồi, cái kìm huyền thoại đây rồi. Yes, tôi biết cái kìm này. Cái kìm này hình như dùng để cắt cái gì đó bên dưới đây nè. Tôi có xem một vài đoạn trên YouTube, tôi có biết mấy ông ơi. Đây, cắt cái này thì phải. Đó, cắt cái này. Rồi hình như là cái kìm này còn có thể dùng để cắt một cái cọng dây trên cái cửa nữa. À, tôi nhớ rồi. Yes. Ok, cắt đó. Ok, ngoại xuống. Rồi, ok bạn ơi. Nói chung là trong tập này tôi nghĩ là tới đây thôi. Để từ từ đi, tôi sẽ tìm hiểu xem có những cái dụng cụ ở trong cái game này là dùng để làm cái gì. Thì chúng ta sẽ chơi tiếp tập 2 nha. Chúng ta chia ra 2 tập đi. Chứ từ nãy giờ mới cái tập 1 thôi mà nó dài ơi là dài rồi. Đấy, ok. Và mấy bạn nào mà biết những cái vật phẩm ở trong đây dùng để làm cái gì, các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Chứ riêng tôi chịu vậy ba. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi chơi game này mà, cho nên nó là có nhiều vật phẩm tôi không biết lắm. Nhưng mà từ nãy giờ bị ngoại đánh hơi nhiều, cho nên là cũng hơi bị mất trí nhớ rồi đó. Quýnh quá trời quýnh. Ok bạn, và hẹn gặp lại bạn ở tập 2 nha. Chúng ta sẽ chơi tiếp. Ủa, ngoại xuống tìm tôi tiếp rồi ba ơi. Tôi đi trốn ngoại đây, bye bạn nhé.